Trong năm 2023 thì không biết Quỳnh còn những dự án, những ý tưởng nào muốn thực hiện, có thể bật mí trước một chút được không? Mục tiêu của Quỳnh năm 2023 đó là Quỳnh rất là hy vọng là cho tới cuối năm Quỳnh có thể tiếp tục xây dựng được một môi trường nữa dành tặng cho các em ở vùng cao. Và Quỳnh luôn nghĩ thế này, một cái bữa ăn rồi cũng sẽ hết. Nếu mà mình tặng cho các bé một cái bút thì nó cũng sẽ hết, mà cái gì nó cũng sẽ hết. Nhưng mà chỉ có một cái môi trường, nếu mà có thể để lại được một cái môi trường thì dù sau này Quỳnh có không còn nữa thì cái môi trường đó nó vẫn ở đó, nó vẫn sẽ tiếp tục đời đời cho nhiều thế hệ, che nắng che mưa và giúp cho các em có thể có được cái con chữ. Cho nên là đó thật sự là cái mục tiêu và cái khao khát của Quỳnh cho năm nay. Chỉ khác một tí đó là Quỳnh sẽ không thực hiện cái dự án này thông qua những cái giải game như năm ngoái, mà Quỳnh sẽ thông qua một cái hành trình có tên là hành trình xây dựng thói quen học tiếng Anh trong 21 ngày. Đây là một cái dự án mà Quỳnh nghĩ rằng là nó có thể giúp cho các bạn, những các bạn mà trước giờ chưa có đủ cái động lực và quyết tâm học tiếng Anh, thì các bạn có thể tham gia dự án này để cùng Quỳnh xây dựng một cái thói quen học tiếng Anh. Khi các bạn tham gia thì các bạn sẽ đóng một cái khoản lệ phí nhỏ. Nếu như các bạn hoàn thành được cái thử thách thì các bạn sẽ được hoàn lại 100% cái lệ phí này. Còn nếu như không thì toàn bộ cái lệ phí này cũng sẽ được dùng để quyên góp vào quỹ xây trường học cho các em vùng cao. Thì Quỳnh tin rằng là nếu như cái dự án này của Quỳnh được mọi người đón nhận và ủng hộ thì Quỳnh có thể vừa giúp cho cộng đồng nâng cao trình độ tiếng Anh, mà Quỳnh cũng vừa có thể tiếp tục giúp cho xã hội có thêm được một cái môi trường cho các bé ở vùng bản và năm nay.